Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh thăm và tìm hiểu tình hình hoạt động của Trung tâm Y khoa Nam Việt thời gian đầu đi vào hoạt động tại Quảng Nam. Sẵn sàng cho đêm công diễn chương trình nghệ thuật Thực cảnh Hội An sau. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Nam Trà My. Một vấn đề quan tâm tuần này có phóng sự với nhan đề Dấu ấn khởi nghiệp Quảng Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu chủ trì phối hợp các ngành địa phương khẩn trương dự thảo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 22 ngày 16 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các văn bản dự thảo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu trên được hoàn chỉnh và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 2 tháng 4 năm 2021. Được biết, tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 17 nghị quyết. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân vừa đến thăm Trung tâm Y khoa Nam Việt tìm hiểu tình hình hoạt động của Trung tâm giai đoạn đầu đi vào hoạt động tại Quảng Nam. Chia sẻ với tập thể ban lãnh đạo Trung tâm Y khoa Nam Việt, Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Dũng nhìn thấy Trung tâm Y tế tư nhân thời gian đầu đã đi vào đầu tư và hoạt động bài bản, tạo thêm một địa chỉ khám chữa bệnh dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ người dân Quảng Nam. Ở những cái nơi mà làm tốt, thì bây giờ một mặt là đội ngũ tốt, thứ hai là cơ sở vật chất tốt rồi. Nhưng mà cái điều thứ ba rất là quan trọng đó nữa là cái cách chăm sóc. Tức là chúng ta vì bệnh nhân chăm sóc tận tụy, chu đáo, đúng không? Tích cực vì người bệnh thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ tồn tại phát triển tốt. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, việc khai trương phòng khám đa khoa thuộc trung tâm đã phải tạm hoãn lại. Tuy nhiên, phòng khám vẫn triển khai công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo bà con và khách vãng lai đến sử dụng dịch vụ. Xác định xây dựng cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, chuyên môn sâu. Ngay từ khi triển khai, trung tâm đã tập trung nguồn lực cho đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao, hầu hết được nhập từ các quốc gia có nền y học tiên tiến. Hôm nay Lý Hùng có một chuyến lưu diễn ở miền Trung và Lý Hùng có mặt tại thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam. Và thực sự hôm nay Lý Hùng muốn chia sẻ, Lý Hùng rất là bất ngờ. Lý Hùng có biết được cái trung tâm y khoa Nam Việt. Lý Hùng đến đây và thăm khám, tổng quát. Và Lý Hùng rất là bỡ ngỡ tại trung tâm y khoa Nam Việt thì có một cái máy móc rất hiện đại, rất là mới và đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ rất là tận tình chăm sóc cho Lý Hùng. Và cái kết quả mà khi mà Lý Hùng thăm khám bệnh đây, cái gói tổng quát đó, rất là nhanh nữa các bạn, làm cho Lý Hùng rất là vui. Vì đối với Lý Hùng là một nghệ sĩ thì thời gian rất là quý và giúp cho Lý Hùng cảm thấy rất là thoải mái và an toàn. Và hôm nay Lý Hùng đến tại Trung tâm Y khoa Nam Việt của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Lý Hùng rất là hài lòng, rất là thích và Lý Hùng rất là vui tại một cái nơi đây có một cái trung tâm y tế quy mô hoành tráng và chắc chắn sẽ giúp cho nhiều bệnh nhân và những người thăm khám sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng hơn. Sống ở thành phố Tam Kỳ, thành ra là hàng ngày tôi đi ngang qua con đường này. Thì là tôi cảm nhận là cái phòng khám ở đây nó quy mô nó lớn và nó hiện đại. Cho nên là tôi đã đặt cái niềm tin vào và tôi đã đến để tôi khám bệnh. Tôi tin tưởng cái đội ngũ ở đây, máy móc và kể cả đội ngũ bác sĩ chẩn đoán bệnh của tôi sớm và điều kiện một cách chính xác ở cái bệnh viện Nam Việt này. Cùng với sự ủng hộ của chính quyền các cấp, nỗ lực của trung tâm trong đầu tư một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại chuyên sâu. Nên ngay thời gian đầu đi vào hoạt động, trung tâm đã nhận được sự tín nhiệm của người dân trên địa bàn. Đây là những nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y khoa Nam Việt hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tụy với bệnh nhân, giúp người dân Quảng Nam tiếp cận với các dịch vụ y tế chuẩn quốc tế với giá cả phù hợp, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên cũng như các bệnh viện trung tâm y tế khác trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, chương trình biểu diễn Thực cảnh Hội An Sâu sẽ chính thức công diễn vào tối nay 28 tháng 3.
chương trình hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, dàn dựng công phu nhằm tái hiện lịch sử hàng trăm năm của vùng đất phố Hội. Đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện nghệ thuật được chờ đợi nhất tại Hội An cuối tháng 3 này. Hội An Show là chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh đặc biệt. Sân khấu trình diễn chính là không gian chùa cầu, sông Hoài và phố cổ. Chương trình hội tụ tất cả những hoạt động thường nhật của phố Hội được sắp đặt phô diễn chân thực nhằm truyền tải câu chuyện lịch sử phố Hội với điểm nhấn chính là thương cảng Hội An phồn thịnh khoảng từ thế kỷ 16 đến 18 và thế kỷ 20, thể hiện bề dày lịch sử văn hóa bản địa đặc sắc của đất và người nơi đây. Đây là một chương trình khó, rất khó. Khó thứ nhất là được tổ chức ngay tại một cái địa chỉ rất là quan trọng của Hội An, trái tim của Hội An là chùa cầu. Cái khó thứ hai là làm sao mà vẫn tạo ra được, kể được lịch sử, khai thác được văn hóa, bản sắc văn hóa của Hội An và Quảng Nam, đồng thời lại có thể làm hấp dẫn cho khách du lịch. Một trong những điểm độc đáo của chương trình chính là sự tương tác giữa khán giả và diễn viên. Khi chương trình diễn ra thì mọi hoạt động bán buôn, hàng quán kinh doanh đến cả khách tham quan vẫn diễn ra bình thường, tự nhiên và chân thực nhất. Sân khấu của chương trình sẽ nằm từ chùa cầu cho đến bờ sông Hoài. Thông qua nhiều hình thức trình diễn nghệ thuật, du khách sẽ cảm nhận được quá trình hình thành và phát triển của Hội An theo từng lát cắt lịch sử, từ lụa tơ tằm đến bài chòi, văn hóa Chăm. Trong đó, hai điểm nhấn được xem là hay nhất chính là phục dựng lại cảnh đánh thủy quái dựa trên sự tích chùa cầu và thương cảng Hội An xưa. Để nâng cao chất lượng nghệ thuật, toàn bộ dàn diễn viên múa đều là các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Những cái trường đoạn của trong cái chương trình thực cảnh này đó là những đôi guốc mộc được đi, những cái nét của Hội An, những tiếng dao đã được đạo diễn đã gợi lại trong chương trình thực cảnh này. Chính vì điều đấy nó làm cho đúng là những cái mình, là những cái tâm hồn Việt Nam cảm thấy xao xuyến trước những cái mà Hội An đã để lại. Có thể nói đây sẽ là một Hội An Show hấp dẫn hơn bản cũ, với nhiều chi tiết nâng cấp và hoàn thiện cả về tiết tấu, nội dung, âm nhạc và phục trang. Hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn nghệ thuật mới lạ, ấn tượng và đáng xem về lâu dài với khách du lịch khi đến Hội An. Rất vui khi mà trong quá trình tập luyện thì được bà con của Hội An rất ủng hộ, rồi được chính quyền, rồi là tổ chức ở đây, cũng nhất là những người mà đã tham gia đóng quần chúng, những người dân Hội An gốc ở đây thì người ta rất là nhiệt tình, tức là phản ánh một cái vẻ đẹp của Hội An. Hội An Show được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam QRT tối nay 28 tháng 3 và được tiếp sóng trên các kênh VTC9, VTC Now, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các đài truyền hình khu vực nhằm quảng bá rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước. Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức tổng kết Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 9 năm học 2020-2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 1946-27 tháng 3 2021. Ngày hội năm nay với sự tham gia của 18 phòng giáo dục và 57 trường ở các cấp học, trong đó Tam Kỳ có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất với 257 vận động viên tham gia thi đấu 13 môn, bao gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục, aerobic, kéo co, đẩy gậy, cờ vua, võ cổ truyền. Qua các cuộc thi đấu tranh tài gây cấn sôi nổi ở nhiều nội dung, ban tổ chức đã tiến hành trao 2.470 huy chương cho các vận động viên đạt thành tích. Thông qua Hội Khỏe Phù Đổng đã góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh giao lưu học hỏi, nâng cao thành tích thi đấu các bộ môn thể dục thể thao, đồng thời là cơ sở để đánh giá công tác quản lý chỉ đạo chất lượng hoạt động giáo dục thể chất, phong trào rèn luyện thân thể trong nhà trường và tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Hội Khỏe Phù Đổng khu vực trong thời gian tới. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam trao giấy khen cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ 9 năm học 2020-2021. Thưa quý vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong thời gian qua, các cấp ủy chính quyền huyện miền núi Nam Trà My đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến ngày hội bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, ghi nhận trong công tác vận động bà con chuẩn bị và tham gia bầu cử tại xã Trà Tập. Theo chân đoàn công tác của Ủy ban bầu cử xã Trà Tập, sau hơn 3 tiếng đồng hồ đi bộ, chúng tôi có mặt tại làng Lấp Loa, thôn 2, nơi được xem là một trong những khu dân cư xa nhất của xã. Điều kiện kinh tế của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn.
tạm dừng việc đồng áng đi rẫy. Hôm nay, bà con làng Lấp Loa đã tập trung đông đủ tại nhà văn hóa thôn để nghe cán bộ đoàn công tác thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nói chuyện với anh Hồ Văn Vinh, bí thư chi bộ kim trưởng thôn 2 cho biết, bà con trong thôn 100% là người dân tộc thiểu số, khó khăn bộn bề. Nhưng nhờ thường xuyên tuyên truyền vận động nên bà con rất nhiệt tình hưởng ứng cuộc bầu cử sắp tới. Nghe rồi bầu cử các cấp thì kia để bà con cũng nghe rồi trong thời gian tháng 5 này là bà con cũng chuẩn bị cái tinh thần để chuẩn bị là đi đông đủ để mà đảm bảo về công tác chuẩn bị bầu ở các cấp. Rồi cũng họp rồi bà con cũng nghe và biết cái ngày đó bà con cũng đặc biệt là độ tuổi đủ độ tuổi mà đi bỏ phiếu bà con phải đi đông đủ để ngày bầu cử cấp được thành công tốt đẹp. Xã Trà Tập có 648 hộ với số dân hơn 3.518 người. Trong đợt bầu cử lần này có 6 tổ bầu cử chia về 3 thôn trên địa bàn. Mọi công tác nhân sự, công tác bầu cử đang được Ủy ban bầu cử xã triển khai một cách kịp thời, đồng bộ, đảm bảo về quy định và thời gian. Để làm tốt trong công tác bầu cử sắp đến, thì chúng tôi cũng đã thành lập trong ban chỉ đạo bầu cử và phân công các thành viên về các cái điểm thôn, tuyên truyền cho người dân nhận thức và biết được về trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt kết quả tốt theo cái chỉ đạo chung của huyện, của xã một cách trọn vẹn theo cái nghị quyết đề ra. Việc kịp thời tuyên truyền làm cho cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững và thực hiện đúng các nội dung quy định của pháp luật về bầu cử, nhất là các điểm mới về quyền nghĩa vụ của công dân trong bầu cử ứng cử. Các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đang được triển khai đồng bộ trên huyện miền núi Nam Trà My sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công chung của ngày hội bầu cử sắp tới. Thưa quý vị, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 làm suy thoái đến tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước, thì tại Quảng Nam, nhờ sự đồng hành, động viên cùng với những chính sách hỗ trợ quyết liệt của tỉnh đã làm vực dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của cộng đồng Startup Quảng Nam. Hàng trăm dự án khởi nghiệp với tâm thế mới, tầm nhìn mới, khát vọng mới đã đang dần khẳng định vị thế của mình, vươn lên mạnh mẽ. Trong một vấn đề quan tâm tuần này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự có nhan đề Dấu ấn khởi nghiệp Quảng Nam. Nắm bắt xu hướng ưu việt của mỹ phẩm làm đẹp từ thiên nhiên, chị Nguyễn Thị Mẫn Vi đã mạnh dạn vay vốn từ các đề án hỗ trợ khởi nghiệp để khơi động cho dự án mỹ phẩm handmade của mình. Những ngày đầu lập nghiệp, với muôn vàn khó khăn thách thức, đã có lúc chị tưởng chừng sẽ bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên hỗ trợ tận tình từ lãnh đạo tỉnh cùng các chính sách hỗ trợ quảng bá kịp thời, dự án khởi nghiệp của chị đã vực dậy mạnh mẽ, doanh thu liên tục tăng bất chấp đại dịch COVID-19. Trước cái tác động của dịch COVID-19 thì mình sống ở Hội An cho nên là ảnh hưởng nó rất là rõ rệt. Tuy nhiên là trong quá trình mà cố gắng vượt qua các cái giai đoạn thử thách này thì mình nhận được sự động viên tinh thần rất là lớn từ các cô chú anh chị lãnh đạo cũng như là cộng đồng khởi nghiệp. Thì trong cái giai đoạn này thì cái tinh thần nó rất là quan trọng. Nếu mà bạn mà không vững lập trường thì rất là dễ bị ảnh hưởng. Liên tục trong hơn 3 năm qua, Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam đã xây dựng mạng lưới và phát triển 12 câu lạc bộ khởi nghiệp với số lượng thành viên liên tục tăng. Ngoài ra đã tổ chức nhiều hoạt động hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp. Mới đây, sự kiện Ngày hội khởi nghiệp Quảng Nam ZFest được tổ chức đã thu hút đông đảo cộng đồng khởi nghiệp Quảng Nam và khu vực miền Trung Tây Nguyên tham gia. Ngày hội đã kết nối, lan tỏa tinh hoa và giá trị của Quảng Nam, một vùng đất mở và năng động trên bản đồ khởi nghiệp nước nhà. Sự kiện chúng ta tổ chức lan tỏa ra cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Và tôi hy vọng rằng sau cái sự kiện này là cái hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam chúng ta sẽ được kết nối mạnh hơn và các giá trị của hệ sinh thái nó được nâng tầm hơn, đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân tỉnh Quảng Nam. Và đó cũng là cái điều để khẳng định cho cái mục tiêu hướng đến của hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng là xây dựng một hệ sinh thái bền vững, đổi mới và sáng tạo. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Quảng Nam đang bước vào giai đoạn 2 với một tâm thế mới, tầm nhìn mới,
trong bối cảnh nền kinh tế chung đang phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19, với những dư địa thế mạnh sẵn có về khởi nghiệp, Quảng Nam được kỳ vọng sẽ dẫn đầu khu vực miền Trung nằm trong nhóm những địa phương mạnh về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước. Từ một tổ công tác, chúng ta đã chuyển sang ban điều hành để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khởi nghiệp bước vào giai đoạn 2 với một cái tâm thế mới, với một tầm nhìn mới, với một khát vọng mới. Và sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam của chúng ta đã được đông đảo cộng đồng, các bạn bè ở các địa phương trên cả nước ghi nhận và đánh giá cao. Và tôi hy vọng lần này với một tinh thần Quảng Nam vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo, với một tinh thần quyết tâm lập thân lập nghiệp của thanh niên tỉnh Quảng Nam sẵn sàng vươn vai góp sức với sự phát triển của quê hương, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ xây dựng quốc gia khởi nghiệp, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế Quảng Nam đối với sự phát triển của cả nước. Có thể thấy nhờ sự đồng hành động viên cùng với những chính sách hỗ trợ quyết liệt của tỉnh đã tiếp thêm sức đề kháng cho các dự án khởi nghiệp Quảng Nam giữa tâm dịch COVID-19. Tin rằng với tiềm năng giàu có của vùng đất, con người xứ Quảng sẽ là đề bài cho tất cả người làm khởi nghiệp nâng tầm sản phẩm đặc trưng của địa phương, vươn ra cả nước và thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Thân ái, chào tạm biệt.